Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng bút F006 mà lá tre của Sao Thiên. Thì dòng bút F006 này thiết kế khá nhỏ nhắn, xinh xắn. Thì cái dòng bút nó rất là nhỏ và rất phù hợp, nó không phải là quá nhỏ nhưng mà nó thon gọn hơn các dòng bút, ví dụ như dòng bút F011 và F109 của Sao Thiên. Thì dòng bút này nó vẫn được nắp ngoài kim tinh lá tre cao cấp cùng với cái dòng ngoài của Sao Thiên F011 và 109, nhưng đặc biệt là cái giá của nó chỉ bằng một nửa. Cái bút F06 này đang phân phối ngoài thị trường là 60.000. Thì cái dòng ngoài lá tre này khá là hay. Cái dòng bút 06 này viết cái nét thanh mảnh rất là đẹp và đặc biệt cái nét thanh rất tốt. Thì cái dòng bút này các bạn có thể sử dụng được ruột mực này, ruột mực dạng xoắn này, và các bạn có thể sử dụng mực ống, ống Sao Thiên như này. Đây, các bạn có thể sử dụng mực ống và cái hộp Sao Thiên này rất là chắc, hộp mực ống Sao Thiên này. Ở đây là hộp mực ống tím, thì các bạn có thể cắm cái đầu nhỏ này vào trong cái bút và các bạn ấn mạnh xuống để cho nó xuyên qua cái thủng lỗ này, nó rất là nhẹ thôi. Các bạn ấn nhẹ xuống là đã xuyên thủng và đã viết, và các bạn vẩy ra 1-2 giọt mực và viết như bình thường nhé. Thì đấy là cái mực ống của Sao Thiên. Các đa số là cái mực ống này của Sao Thiên nó nắp được đa số các dòng bút trên thị trường hiện nay, với cái phổ ruột bút, ruột mực, hút mực này là 3.4 ấy. Còn 2.6 thì nó bị nhỏ hơn và không vừa ống mực này, nhưng đa số trên thị trường đều dùng cái đầu ruột hút mực 3.4 này. Các bạn để hút mực ở đây xoắn như bình thường. Cái vỏ nó rất là hay, cái thân và cái vỏ nó màu nó khá là đẹp. Các bạn này nhìn thấy màu hồng trắng và màu tím trắng, hai màu này bám rất là chạy. Ở đây là màu đỏ xuyên suốt cả thân, ở đây màu xanh. Thì hiện tại đang có 5 màu như này. Bây giờ mình sẽ hút mực vào một cái bút và mình viết cho các bạn nha. Mình vừa nãy mình đã hút mực trước một cây bút để mình viết thử qua vài nét chữ và thấy rất là hay, nên mình quyết định review cho các bạn xem. Thì đây là cây bút mình vừa hút mực nãy nhé. Để các bạn có thể đấy, hút mực vào cái thân trong suốt thì nó có thể nhìn thấy phần ruột mực và cựa gà bên trong. Và đây cái bút này mình đang dùng cái ruột bơm mực nhé, chứ không phải mực ống. Mực ống thì mình có thể bỏ cái cất thế này đi và mình dùng mực ống trực tiếp. Mình sẽ viết cho các bạn này một số nét chữ để các bạn xem tham khảo nhé. Thanh đậm khá tốt. Đặc biệt cái nét thanh của bút này rất là thích, mình rất thích cái nét thanh của bút này. Bút này dành cho các bạn viết chữ đẹp thì cực kỳ xịn luôn. Đấy, cái nét chữ khá đẹp các bạn ạ. Mình viết nét chữ thì khỏi trên ạ. Mà viết rất thích ạ. Ok, thì cái ngoài của nó viết rất là thích, thì các bạn có thể tham khảo cái dòng bút F06 này. Dòng bút F06 này mình không có gì để chê, tại vì cái ngoài và cái mực của ta rất đều. Mình chỉ thấy ở cái đầu bút này nó đã kê một cái tấm nhựa
để cho nó xít ngoài hơn và mực ra đều hơn. Nó chỉ một khuyết điểm như vậy thôi, còn đa số cái dòng bút này đã được phân phối ra thị trường thì được căn chỉnh ngoài rất là kỹ và viết khá là thích. Thì các bạn có thể tham khảo dòng bút S06 sau tiên này, nó viết khá nhẹ và rất là thích, phù hợp cho cả người lớn và học sinh viết chữ đẹp đều được. Thì cái dòng ngoài nó khá trơn và nó không bị gai bị vấp ở đâu cả, nên là các em học sinh lớp 1 nếu mà đã luyện chữ đẹp thì đều có thể viết được. Thì các bạn yên tâm sử dụng dòng bút này, bên mình đã review thì các bạn không cần nghĩ. Cái dòng bút nào mà có khuyết điểm như nào thì bên mình sẽ nói cho các bạn để các bạn chuẩn bị tâm lý trước khi mua và chọn các sản phẩm nhé. Ok, video của bên mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Xin chào.